Xin chào tất cả các bạn. Trước khi bước vào bài tử vi ngày thứ Sáu, mình xin chúc các bạn cùng những người thân trong gia đình có một Tết Tây ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu và bước sang năm mới 2021 công việc được hạnh thông, gặp nhiều may mắn, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 1 năm 2021 và thiêu âm lịch Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này là ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày kỵ dậu, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày khác. Về nạp âm, đại dịch thổ, kỵ tuổi, quý mão ất mão ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày giàu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu, hại tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khác trong ngày tuổi tân mão ất mão tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao tiểu hồng sa sáu mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao băng tiêu ngọa hãm, sáu mọi việc, sao hà khôi, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao lọ ban sát, kỵ khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ cưới hỏi, sao cậu giáo, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hị thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cho nên với bạn tuổi tí đang có điểm báo ảnh hưởng rất nhiều tới vận tình của bạn trong ngày hôm nay vì vậy bạn mệnh tuổi tí cần phải hết sức thận trọng rất có thể có kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở xung quanh bạn gây ra nhiều trở ngại trong công việc của bạn Tuy nhiên, với bà tuổi tí, chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc mình đang làm thì ảnh hưởng của cục diện này cũng không phải là quá lớn. Nếu như bạn luôn là một người làm việc hết mình thì chắc chắn mọi người xung quanh đều thấu hiểu và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ đến từ những người tiểu nhân như họ được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tí, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Tý, bạn là một người mẫn cảm và linh hoạt, có khả năng thích ứng với môi trường với một cách nhanh chóng. Vì vậy, người còn trẻ tuổi thì hãy tự tin thể hiện mình, gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp của mình hơn nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim hết sức cẩn thận khi làm việc. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, sự tự tin thể hiện điểm mạnh của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, bị dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn tuổi Sửu đang có báo hiệu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người, một phần là nhờ sự điềm tĩnh và chính chắn ở bạn. Bạn mệnh là người có tài lãnh đạo bẩm sinh, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán khi giải quyết công việc ở bạn. Và với bạn tuổi Sửu cũng là người tỉ mỉ, chẳng bao giờ sai suốt trong công việc là mấy. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Sửu nếu như đã đứng trên cương vị là lãnh đạo, thì bạn cần phải trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới nhiều hơn. Bạn hãy chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người. Từ đó, có được cách phân công nhiệm vụ sao cho hợp lý. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi Sửu và người nhà vô cùng là hòa hợp. Cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình, cho những người thân yêu của mình. Bạn biết rằng gia đình là hậu phương vượng chắc, tiếp sức, giúp cho mình vượt qua mọi khó khăn, sóng gió trong công việc, trong cuộc đời và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tạo được uy tín với mọi người tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có được sự quyết đoán hướng mọi người thiêu hướng đi đúng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cần trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ luôn quan tâm tới người thân gia đình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc điềm tĩnh và chính chắn khi giải quyết công việc Vậy đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cho nên bạn tuổi dần dễ trở thành người bị người khác nghi ngờ nếu bạn không làm việc gì có lợi với lương tâm thì bạn không cần phải lo lắng hay là bối rối bởi rồi sự thật sẽ được chứng minh tất cả mọi người sẽ hiểu được con người của bạn mà thôi và với bạn tuổi dần bạn là người nhiệt tình thẳng thắn luôn có tinh thần phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp và học tập thế nhưng đôi khi bạn cũng cần phải bước chậm lại để lắng nghe những ý kiến của mọi người xung quanh đừng có hành động vội vàng thiếu lý trí thậm chí còn manh động bạn tuổi dần nhé ngày này đối với bạn tuổi dần bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này đang có điểm báo không được thuận lợi. Cái chuyện tình cảm của bạn và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Và với bạn mệnh tuổi dần, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy bị đồng nghiệp, bạn bè nghi ngờ. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa chớ có hành động vội vàng, thiếu lý trí. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ hại đệ sự thực chứng minh tất cả. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc luôn có tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có thể vướng phải những mâu thuẫn xích mích với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mão dậu, cho nên với bạn tuổi mão, bạn dù rất thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn mạnh lại quá kiêu ngạo với tài năng của mình, cho nên sẵn sàng gây gõ, tranh cãi với những người đang có ý kiến trái chiều với bạn. Và bạn tuổi mão, bạn không thể bắt ép người khác có ý kiến đồng với mình, bởi mọi người là một cá thể độc lập với những suy nghĩ khác nhau. Nếu muốn người khác nghe theo ý kiến của mình, bạn cần phải trình bày quan điểm của bạn, sao cho mọi người thuyết phục. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có kim khác với mộc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có những cái nhìn khá chi lật tiêu cực về tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới và không có bất cứ ai có cơ hội đến gần với bạn. Và bạn tuổi Mão, bạn sống tự do tự tại, không thích bị tình yêu ràng buộc nữa vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy thông minh nhanh nhẹn và linh hoạt cảm ứng tốt tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa quá kiêu ngạo với tài năng của mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên bắt ép người khác phải nghe theo quan điểm của mình tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục từ vi tuổi quý mão thuộc kim hãy cởi mở hơn để người khác có được cơ hội tới gần và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có nhị hợp phù trợ, cho nên bà tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng chính bạn lại chưa hiểu rõ về điều mình thực sự mong muốn là gì cho nên thành ra lại thiếu đi sự tự tin hay do dự, khó đưa ra được những quyết định cuối cùng. Và với bà tuổi thìn, hôm nay là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn. Vì thế, đối với những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư, buôn bán thì nên mạnh dạn đưa ra những quyết định bắt tay hợp tác với đối tác. Đừng có chần chừ quá lâu, khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh chua kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu rất chi là khởi sắc. Bạn tuổi thìn, bạn và nửa kia luôn duy trì tình cảm ổn định, hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Nhiều khi, người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những định hướng rất chi là chính xác trong những tình huống khó khăn. Và từ vi tuổi giáp thìn thuộc họ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ chưa xác định được điều mình thực sự muốn là gì. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hay trần trừ, do dự để lỡ mất cơ hội. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim thích hợp để đưa ra kế hoạch hợp tác làm ăn. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tình cảm vợ chồng ổn định hai người hay chia sẻ và có được sự thấu hiểu. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. Từ V tuổi tỵ thứ 6, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi tỵ đang có điểm báo, bạn phải trải qua một ngày làm việc cực kỳ là áp lực. Và với bà tuổi tỵ nếu không biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, Nói năng thiếu suy nghĩ thì bạn rất dễ gây hấn với những người khác ảnh hưởng tới tiền đồ, sự nghiệp của mình về sau này. Bạn tuổi tỵ, bạn cũng cần phải chú ý tới tác phong làm việc, tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo chứ không nên một mình một ý, công khai tỏa thái độ chống đối cấp trên. Muốn công việc của mình đạt được hiệu quả tốt thì mọi thành viên trong tập thể cần phải đoàn kết với nhau hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cho nên, bạn tuổi tỵ cũng đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được suôn xịa cho lắm. Với bạn tuổi tỵ bạn thường hay nội nóng với nửa kia của mình. Bạn mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thích một cách vô căn cứ như vậy. Bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ cái sự lo lắng và quan tâm tới bạn mà thôi và tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nóng nảy không suy nghĩ kỹ trước khi nói tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ gây xích mích với bạn bè đồng nghiệp xung quanh tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm việc theo sự sắp đặt của lãnh đạo tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên trút nóng giận lên đầu người khác tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chú ý hợp tác với mọi người sao cho công việc được thuận lợi về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ 6 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cho nên bạn tuổi ngọ bạn không gặp nhiều may mắn trong những cái mối quan hệ tình cảm với mình ngày hôm nay. Và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân, bạn mình đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, có thể cả hai đều chưa chắc chắn về những cảm xúc của mình. Trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Bạn mệnh tuổi ngọ cảm thấy không hài lòng vì con cái của mình, luôn cố tình làm trái ý mình. Tuy nhiên, đôi bên nên nói chuyện nghiêm túc với nhau cùng tháo gỡ chứ bạn không nên ép buộc con cái hoặc là lạm dụng vô rôi vọt để dạy dọ con cái. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần, chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi ngọ, những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì lại có được cơ hội tìm được khoản đầu tư hứa hẹn trong tương lai. Với bạn tuổi ngọ, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp và một trong số đó sẽ là quý nhân trên con đường tài lộc của bạn và bạn tự ngọa bạn là người tiêu tiền cũng hài phóng hào phóng tương lai chắc chắn sẽ giàu có hơn người về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên áp đặt con cái làm theo ý của mình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tìm được khoản đầu tư hứa hẹn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có được quý nhân giới thiệu cho cơ hội đáng quý. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 xem từ viên ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ cho nên bạn tuổi mùi có thể phát tài nhờ những công việc tay trái của mình một phần là nhờ bạn tuổi mùi đã không ngừng cố gắng trong suốt thời gian vừa qua và đã đưa ra được những quyết định sáng suốt với mình Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn mệnh tuổi mùi cũng có thể phát tài nhanh chóng nhờ những hoạt động rút tham trúng thưởng hoặc là chơi đỏ đen. Tuy nhiên, đây là hình thức làm giàu không bền vững. Vì vậy, tốt nhất với bạn tuổi mùi không nên lạm dụng, kéo lại, gánh chịu hậu quả không lường. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày này cũng đang được báo hiệu rất chi là thăng hoa. Mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Và với bà tuổi mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời. Dù có là tiền tài, địa vị như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân của mình và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim phát tài nhờ những công việc nghề tay trái của mình tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không nên làm giàu dựa vào vận may tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa biết chăm lo cho cả gia đình tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ đưa ra được những quyết định sáng suốt cho tương lai tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc có được cơ hội trúng thưởng hoặc là trúng số về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ cho nên với bạn tuổi thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình bản mệnh tuổi thân có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc với bạn đầu tiên và với bạn tuổi thân sự nghiệp của bạn cũng có được những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn, bạn được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế mà bạn càng ngày càng phải cố gắng và phát huy khả năng của mình hơn trước gấp rất, rất chi là nhiều lần xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân ngày này đối với những bạn làm kinh doanh kinh tế thì có thể thu được một khoản lợi nhuận kha khá với mình bạn vốn là người rất giỏi đầu tư tuy nhiên với bạn tuổi thân cần phải tránh những công việc như là khởi công xây dựng nhà cửa trong ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa gây ấn tượng tốt với mọi người từ lần gặp gỡ đầu tiên, từ vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, sự nghiệp của bạn có những bước tiến thuận lợi, từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, cố gắng phát huy điểm mạnh của mình, từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, có thể thu được những khoản lợi nhuận kha khá. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1. Số 7. Giờ tốt. Từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường. Màu trắng. Màu bạch kim. Quý nhân phù trợ. Tuổi tỵ Tuổi giàu. Tuổi tốt. Từ vi tuổi giàu. Thứ 6. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bà tuổi giàu. Cho chúng ta thấy là với bà tuổi giàu, đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành, dậu dậu tự hình, cho nên bạn tuổi dậu trở nên khá chi là nóng nảy, nhất là khi có ai làm điều gì đó khiến cho bạn không vừa ý. Và với bạn tuổi dậu cũng đang có xu thế nói năng mà không suy nghĩ kỹ càng, cho nên rất dễ gây tổ thương cho người khác. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng nên chú ý cách diện đạt để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Chẳng ai muốn phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn cả. Và với bạn tuổi dậu, bạn đừng có quá tự kiêu cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy. Và với bạn tuổi dậu, bạn mạnh cũng cần phải chú ý sức khỏe của mình nhiều hơn nữa, không nên quá tập trung vào một vấn đề nào đó mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo về cơ thể của mình. Trong ngày hôm nay, với bạn tuổi dậu, có thể mắc phải những bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc là răng miệng. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, nói năng không suy nghĩ, dễ gây tổn thương đến người khác. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, không nên quá kiêu căng, tự mãn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Từ V tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 xem từ V ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đang có điểm báo gặp phải đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tư hại gây ra bạn tuổi tuất có thể chịu sự hãm hại của những người tưởng chừng như thân hít với mình bạn không nên quá bi quan mà hãy quay đây như là cơ hội để nhận ra ai là kẻ không xứng đáng làm bạn với mình và ngày này đối với bạn tuổi Tuất tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể đang có dấu hiệu bất ổn. Bạn không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Và bạn cần phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân mà nghĩ cách để khắc phục ngay lập tức. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Tuất ngày này không thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Tuy nhiên, nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt để đi, để gặt hái được nhiều may mắn dễ dàng thành công hơn với mình. Những hướng tốt trong ngày đó là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa bị người thân thích hạm hại, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không nên giữ những suy nghĩ quá bi quan tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm vợ chồng thờ ơ lạnh nhạt tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cố gắng hết sức khắc phục những vấn đề trước mắt tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ 6, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh tô thủy vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi và gia đình rất chi là in ấm. Bạn tuổi hợi, bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì. Nhờ vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Ngày này đối với những bạn đang còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn cũng khá chi là vượng. Bạn mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu với bạn bè, rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình ở đó, bạn đừng có ngần ngại chủ động bắt chuyện với người khác nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, phù trợ giúp cho những bạn làm trong những lĩnh vực như là học tập nghiên cứu khoa học đạt được nhiều thành công bạn có thể nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp cấp trên cơ hội thăng tiến với bạn trong ngày hôm nay nằm trong tầm tay và chính sự thông minh nhanh nhẹn cũng như là không ham lợi của bạn đã ghi điểm trong mắt người khác nữa và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nhân duyên vượng nên chủ động bắt chuyện với người khác tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp cấp trên tử vi tuổi tân hợi thuộc kim thông minh nhanh nhẹn nhưng không ham danh lợi tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy cơ hội phát triển nằm trong tầm tay về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại